Trong quần thể di sản thế giới Tràng An, tỉnh Ninh Bình, có một thung lũng rộng bạc ngàn với hàng ngàn cây vối xanh tốt quanh năm. Rừng vối cổ thụ ít người biết đến bởi nơi đây nằm trọn trong vùng lõi của di sản thế giới này. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng khám phá nơi đây. Thung lũng vối nằm trọn trong vùng lõi di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An. Nơi đây vẫn còn giữ được sự quan sơ, được bảo tồn nguyên vẹn như vốn có. Để đến được thung lũng này, trước kia phải trèo núi cao vượt sâu. Mới đây, dòng sông ngầm xuyên qua núi được nạo vét để thuyền có thể qua lại. Bên cạnh đó có một con đường đi bộ trong lòng núi cũng được lát đá để du khách có thể di chuyển đến đây. Đền Thung Vối nằm chính giữa thung lũng và là trung tâm của điểm du lịch này. Du khách đến tham quan nơi đây đều ghé ngôi đền để dâng hương. Xung quanh ngôi đền cũng như bao phủ toàn bộ thung lũng là những dãy núi đá vôi xen lẫn màu xanh của cây cối. Những cây vối cổ thụ ở đây đã tồn tại hàng trăm năm nay. Rừng vối mọc dọc hai bên bờ sông, thuyền du khách trôi lững lờ trên dòng nước xanh biếc, in bóng những cây vối cổ thụ. Để tham quan hết rừng vối, du khách sẽ ngồi thuyền hoặc đi bộ trong nhiều giờ.